cái bến cái lô Hoàng Phi Hạc này cây cực kỳ đẹp luôn cả nhà ơi. Hàng vừa mới về nhớ, đây Hàng vừa mới về, giờ mới bỏ ra quay mã hình cho mọi người ngắm cho dễ. Bình thường em quay sơ sơ tầm khoảng 250 một chậu ấy, hôm nay sẽ quay cho mọi người là các mã hình cho mọi người chọn cho dễ. Đợt này về cây cực kỳ đẹp luôn, cây to khủng các bác. Đợt này mà còn không đặt được thì quá là tiếc luôn. Hoàng Phi Hạc thì dòng này nó hoa rất là sai luôn. Hà đang trong quá trình thắt ngọn và chuẩn bị xuống lá nhé. Đây có những cái cây đang xuống lá rồi. Riêng dòng này thì hoa của nó rất là to và sai hoa. Hoàng Phi Hạc thì có nhiều mật bông ấy cả nhà ơi. Hàng riêng dòng Hoàng Phi Hạc mặt hàng rừng chỉ có tầm khoảng 3-4 mật bông màu xanh cốm này, màu trắng, màu hồng nữa, màu có hơi hơi phất hốc hồng ấy ạ. Đó. Đầu tiên em sẽ ký hiệu là mã K1 nhé. Mã Hoàng Phi Hạc. Mã Hoàng Phi Hạc hình số 1 này 170.000, bụt bụi to nhiều giá hành, trời ơi bụi nó mập như vậy. 170.000. Quá là đẹp luôn. Thân giá hành rất là mập luôn nhá, hàng thuần 2 3 năm rồi cả nhà. Đó, hình cát H2. H2 K2 220.000, bụt bụi to Hoàng Phi Hạc. Đây em bó vào cho nó không xòe ra ấy, chứ dòng bụi này rất là nhiều giá hành luôn. Bụt bụi to như vậy 220.000. K3 190.000, K3 Hoàng Phi Hạc 190.000, một bụi to nhiều giá hành như vậy. Đó, thân cao nhá. Thân cao 190.000. K4 200.000, bụt bụi nhiều giá hành. Trời ơi đợt này Hoàng Phi Hạc về rất là mê luôn. Bụi to luôn nhá cả nhà nhá. Mỗi này mọi người ơi, đến thời điểm tầm khoảng tháng 2 có hoa mọi người cho em xin feedback nhé. K5 200.000, một bụi cao dài hơn cả móc này. Đấy, rất là đều thân, nhiều thân đẹp này. Đó, 200.000 thôi ạ. K6 210.000. K6 210.000. Một bụi mập mạp nhiều giá hành. Mập ú ụ luôn này. Đấy, K7. K7 H7 Hoàng Phi Hạc 190.000. 190.000 đợt này về bụi rất là to luôn. Nói chung nó xem tầm giá nên em quay cho cả nhà để mọi người nhìn bụi nào mà ưng chỗ nào mọi người đặt ấy. Thì còn hàng cứ xem như vậy. K8 một bụi siêu to luôn, siêu to khổng lồ 200.000 thôi ạ. Siêu to khổng lồ hình K8 H8 Hoàng Phi Hạc. K9 Hoàng Phi Hạc bụi này mượn bụi khủng này. Nhiều giá hành này mọi người ơi, trời ơi. Dã man là giá hành, đang lên mầm rồi nhá, đang lên mầm tươi, mầm nhỏ rồi. 220.000 bụi to như vậy. Và K10 200.000. K10 200.000. Đó, các bác đặt mã nào thì mọi người báo em nhá. Nói chung là cứ xem nhau mọi người ạ. À. Đấy bụi nó to như vậy. Bụi nào bụi đấy là bụi to thôi. Hoàng Phi Hạc ạ. À. Hôm nay em vừa bổ sung thêm cho mọi người là cái lô đai châu hồng cánh sen này, hàng chậu gỗ, cây cực kỳ đẹp. Lô hôm trước được các bác ủng hộ rất là nhiều. Cây này đã nhỉnh hơn rất là nhiều so với cái loại 200 mà đợt vừa rồi em lấy hàng bảng ấy ạ. Hàng chậu gỗ đẹp như vậy, cây to như vậy. Đó, mà chỉ có 290.000 đồng một cây thôi. Thực sự cái giá hồng cánh sen ấy mọi người, hồng cánh sen là mặt hoa VIP nhất của dòng đai châu Thái rồi, giá thành bao giờ nó sẽ rất là cao. So với những cái cây này tầm đầu năm em bán là tầm khoảng 480.000 đồng một chậu, mà còn vài chậu cuối em bán 450 mà còn cháy hàng luôn. Đó, đợt này nhập được cái lô hồng cánh sen bảo hành mặt hoa cho mọi người nhớ, chuẩn hồng cánh sen luôn. Đó, 290.000 đồng một cây thôi ạ. 290.000, hàng chậu gỗ mà đẹp mê ly như vậy, quá là sang luôn. Đấy, số lượng em đợt đai châu hồng cánh sen nó sẽ đắt hơn, đỉnh hơn giá bên kia rồi, nhưng mà em vẫn để cái giá ấy, em vẫn để giá như cứ phiên hôm trước thôi nhá. 290.000 đồng một chậu một cây như vậy, rất là đẹp. Số lượng không có nhiều, bác nào đang muốn sưu tầm dòng này hoặc là bác muốn mua thêm ấy thì mọi người nhanh tay đặt hàng ạ. 290.000. Hôm nay em bổ sung thêm cho mọi người là một số dòng đai châu nhá. Đợt này đai châu Thái anh em có rất là nhiều mặt hoa, đó là dòng bò sữa này, dòng hồng cánh sen này, một dòng cam lửa này, một dòng hoa cam đỏ đấy ạ. Có dòng hoa cam đỏ và một loại là màu hoa khủng thì chưa rõ mặt hoa. Cây khủng ra nhiều đời hoa rồi nhưng mà nhà vườn họ lại không ghi rõ màu ấy, thì em báo là hàng khủng ạ. Còn bắt đầu em sẽ giới thiệu cho cả nhà nhé. Đầu tiên là lô bò sữa này, hôm nay cập bến thêm lô bò sữa, số lượng ít thôi ạ. Bò sữa đợt vừa rồi các bác hỏi rất là nhiều, cháy hàng luôn.
Đó, vẫn em vẫn giữ giá cho mọi người là 200.000 đồng một chậu một cây bò sữa. Mặt hoa thì em gắn trên màn hình cho cả nhà. Hoa dòng đai châu thì cực kỳ thơm rồi. Riêng dòng đai châu với dòng giáng hương và dòng hoàng nhạn thì hoa cực kỳ bền luôn. 2 đến tháng đến hơn 32 tháng là chuyện rất là bình thường. Hoa bền, hoa lại còn vòi, hoa dài thơm ngào ngạt luôn ạ. 200.000 một cây bò sữa em. Còn đâu là em còn có 5-6 cây bò sữa, hàng cây đơn 200.000 đồng một cây. Hôm nay bổ sung thêm đó là dòng đai vừa về, đó là dòng đai châu hoa cam. Dòng này cực kỳ là vòi hoa dài với cả là bền hoa luôn cả nhà. Đấy, vòi hoa dài lắm. Em gắn cho cả nhà xem mặt hoa trên màn hình. Hoa của nó cực kỳ to luôn. Đợt này cây về bản lá rất là khá là mít luôn này. Bản lá mít to luôn nhé cả nhà nhé. To hơn rất là nhiều so với dòng đai châu bò sữa này mọi người này. Nhìn cây nó to, lá dày dặn, lá xanh rất là đẹp như vậy. Đấy, bản lá to như vậy này. Hò đai châu hoa này là hoa cam nhé. Hoa đai châu cam em báo giá là 220.000 đồng một cây thôi ạ. Mà cây nó to khủng như vậy. Thực sự là săn được cái lô này là nhà vườn chưa sang chậu gỗ thôi. Chứ còn dòng này các bác nhìn cái cây nó to như vậy thì giá chắc chắn là sẽ là tầm khoảng 350 đến 380 trên thị trường đấy ạ. Đấy, cây nó to đẹp như vậy này. Đó, tương đương gần như tương đương với hàng khủng em đang bán luôn. 220.000 đồng một cây đai châu cam nhé. Hoa em gắn cho màn hình, hoa cực kỳ thơm và bền hoa, với hoa dài sai hoa như vậy. 200.000 đồng một cây đai châu cam. Đó, cây nó to lắm, mọi người nhận về mọi người mê ly luôn đây. Đấy, tết nhất mọi người mà có mặt hoa hoa được có feedback thì mọi người cho em xin ảnh để feedback nhé cả nhà nhé. Đấy, hoa rất là thơm bền hoa như vậy. 220.000 đồng một cây đai châu cam. Còn bò sữa là 200.000 đồng một cây ạ. Vừa gặp bến bổ sung thêm lô đai châu cam đỏ mọi người ơi. Đai châu cam đỏ, hàng cây đơn như vậy, hàng chậu nhựa này em bán là 130.000 đồng một cây đai châu cam đỏ nhá. Đấy, ưu tiên hôm nay bác nào mua 2 cây, 2 cây sẽ tính là 250 một cặp. Hàng đai châu cam đỏ hoa cực kỳ đẹp và sai hoa luôn. Dòng đai châu thì rất là hoa, rất là thơm và bền hoa rồi. Hôm đai châu Thái nhà em sẽ có cả đai châu cam đỏ này, đai châu cam khủng này, đai châu bò sữa, rồi hồng cánh sen và một loại nữa là hàng đai châu khủng chưa rõ mặt hoa nhé mọi người, cực kỳ là nhiều đai châu luôn. Đó, mặt hoa chơi hoa Tết cực kỳ bền, 2 đến 3 tháng chuyện nó rất là bình thường mà hoa của nó cực kỳ thơm luôn với hoa dài ạ. Đó, em sẽ gắn mặt hoa cho trên màn hình cho mọi người dễ tham khảo nhé. 130.000 đồng một cây. Bác nào mua một cặp sẽ là 250.000 nhá. Một cặp 2 cây là 250.000. Đấy, rất là ưu tiên luôn đấy ạ. Còn duy nhất 2 cây đai châu hồng gấm này. Duy nhất 2 cây đai châu hồng gấm em giảm giá cho cả nhà. Chậu này đường hơn 300 cây to luôn đấy ạ. Đây, bản lá thì nó dễ lên rất là đẹp rồi nhá. Bản lá thì nó bị chạm một tí này. Cái này thì do từ vườn rồi cả nhà. Đấy, cây nó to đẹp như vậy. Cây này em bán giảm giá còn 250.000 nhá. 320 còn 250.000 cây nó to như vậy này. Đấy, dòng này vòi hoa đai châu hồng gấm ấy là một dòng hoa lai của dòng hoàng nhạn với cả dòng đai châu, dòng lai của Thái, lai giữa hai mặt hoa hot nhất rồi đúng không ạ. Đấy, còn đây là cây số 2 có mặt đai châu hồng gấm này. Cây số 2, cây này thì nó bị vận chuyển nó chắc ở vườn bị sứt mút một tí lá này, bị khuyết một lá đây. Và cái lá này thì nó bị sứt một tí này, sứt một tí lá này. Đấy, còn cây cối không vấn đề gì, không hề hấn gì cả, cây không bị thối gì đâu. Đấy, cây này em bán giảm giá còn 200.000. Đấy, duy nhất một cây bán lỗ vốn luôn đấy cả nhà, không nhập đâu được cái giá này mọi người ơi. Đó, cây nó to đẹp như vậy, 200.000 cây này nhé. Còn duy nhất một cây thôi, bác nào nhanh tay thì đặt được hàng lô này, cây này. Đai châu hồng gấm ạ. Nay em bổ sung thêm cho cả nhà các mã đen rô xuân nhé. Trời ơi mọi người ơi, đợt này đen rô xuân về chậu rất là đẹp luôn. Thân nó lùn mập lắm cả nhà. Chậu rất là nhiều thân nhé. Đầu năm thì đen rô xuân thì dòng này sẽ nở hoa vào dịp xuân Tết. Riêng dòng này ấy, thời điểm Tết thì nó là một chậu nó cốc giống như năm ngoái em bán là một chậu sẽ là 150.000. Mà cốc nó hàng cốc giống như thì phải là hàng chậu thuần, chậu to như vậy đâu ạ. Đó, lô đợt này em còn số lượng tương đây thôi. Bác nào mà đặt vừa rồi mà đang hụt đen rô xuân thì mọi người có thể là đặt ngay luôn đi nhá. Bởi vì không còn nhiều lô, hầu như là em cũng lựa hàng tuyển chọn hết rồi ạ. Đầu tiên em mã ký đen rô xuân thì em rất là nhiều mặt hoa. Hàng thì nhà em thì họ không phân màu. Tuy nhiên nếu các bác nào đặt nhiều thì em sẽ lựa cho mọi người các chậu nó khác nhau ấy, thì sẽ ra mặt bông khác nhau. Còn mặt hoa đen rô xuân thì em sẽ gắn màn hình đấy ạ. Đấy, rất là nhiều màu hoa mà đen rô xuân thì cực kỳ rực rỡ rồi. Hoa nào cũng dòng này cũng đẹp mọi người ạ. Đây, đen rô xuân em ký hiệu là mã X nhé. Các bác đặt mã nào thì mọi người báo em ạ.
Đầu tiên là mã X4 đen Âu Xuân 190.000 trọng của nó này. Thân của nó rất là mập luôn mọi người này. Đợt này thân mập lắm. Hàng toàn hầu như là toàn thân thất ngọn rồi. Thân nó mập này. Mầm của nó rất là nhiều dưới góc. Cho mọi người yên tâm nhé, dòng đen Âu Xuân cực kỳ là dễ chăm luôn. Cực kỳ là dễ chăm. X4 190.000 một chậu đen Âu Xuân nù mập. X5 một chậu đen Âu Xuân mũ 190.000 chậu nhiều mầm này. Đấy, hầu như toàn hàng tương đương nhau cho nên mọi người ưng mua chọn hàng mọi người đặt. Đấy, rất là nhiều mầm nhá. Trời ơi, bảo sao chúng ta chơi lan, chúng ta nhìn mầm lên thì đã thích rồi. Mầm tơ con lên. X7 đen Âu Xuân một chậu 200.000. Chậu to, mầm cao, nhiều mầm này. Thân cao, mập, đẹp. Đây, nó nặng nó phải đổ, em phải đặt ngang xuống cho mọi người xem nhá. X7 200.000. X8 170.000, 170.000 X8 đen Âu Xuân. Chậu thân có những thân cao đến tận móc này. Đấy, mầm nó cao rồi này. Đấy, cây này. Mọi người phải đặt chậu này với cả đặt kèm một chậu khác thì nó sẽ ra hai màu hoa khác nhau. Đây, mầm của nó rất là nhiều này. Đấy, mầm khỏe lắm cả nhà. Những dòng đen Âu Xuân các bác mới chơi các bác cũng chơi được. Cực kỳ là siêng bông. X10 170.000, X10 170.000 nù mập. Rất là nhiều mầm. Đó là đen Âu Xuân. Dòng này thì cũng sẽ xuống hết lá ra hoa nhé cả nhà nhé. X12 170.000, X12. Đen Âu Xuân đợt này nhà em về hàng toàn toàn hàng tuyển chọn thôi, mầm lên rất là nhiều đẹp như vậy. Hàng thuần tại vườn rồi. X12 170.000. X15 170.000 X15. Đây. Thân nó mập nha, to hơn ngón tay cái của em này. Đó. Riêng dòng đen Âu Xuân thì đến thời điểm nó chuẩn bị ra hoa thì mọi người nên lưu ý là các ngắt nước nhé. Chỉ tính nước bằng gốc thôi thì nó sẽ ra hoa cực kỳ sai luôn. X16 190.000, chậu này rất là nhiều mầm, nhiều thân. Lùn, mầm, nhiều thân. Đó. 190.000 X16. X17 180.000. X17 180.000. Đấy, mầm trời ơi, chít. X18 180.000, chậu này nó to quá em phải đặt ngã xuống. Đây. Toàn thân mập ú luôn thôi. Hoa thì nó cực kỳ khỏe luôn. Đây, các bác nhìn cái mầm thôi này. Nhìn cái mầm lên thôi đã khiếp này. X18 180.000. X19 200.000. Một chậu 200.000 đen Âu Xuân. Toàn thân trưởng thành này. Rất là đẹp. X18. X19. X19 200.000, X19 200.000. Chậu to nhiều mầm. X20 180.000, X20 180.000. Đó, đây đây là sân hàng tuyển chọn, toàn hàng mập thôi. 180.000 X20. X21 200.000 X21 chậu sum suê. Chậu sum suê luôn. Nhiều thân nhiều mầm. Đấy, mập khỏe. X22 180.000 X22. Nhiều mầm thân mầm. Đấy, đợt này đen Âu Xuân chậu nào chậu đấy đều mập ú cả nhà. Đấy, các bác đặt mã nào thì mọi người báo em nhé, đen Âu Xuân. Đấy là còn hết hàng đen Âu Xuân. Cây cực kỳ đẹp luôn. Một bạn hàng vừa cập bến thêm mà mọi người hỏi gần đây rất là nhiều. Mọi người ơi, đợt này nhà em về thêm một lô hoàng nhạn 4 nò nhá. Đợt này toàn về cây đẹp thôi. Mấy phiên đợt này các bác nhận hàng các bác rất là mê. Hoàng nhạn 4 nò thì hôm nay em sẽ lên cho mọi người là 30 mã thêm. Đấy, hàng về cực kỳ đẹp, hàng lá xếp, bản lá khá là to. Thoa mọi người xem mặt hoa của nhạn 4 nò. Riêng dòng này thì mọi người không chê điểm gì luôn ạ. Đây, mặt hoa của nhạn 4 nò đây. Không khác gì dòng hoa nhạn tháng 8 rừng của mình nhé. Đây, không khác gì đâu ạ. Hoa vàng, cánh sáp và lưỡi tím rất là đẹp. Hoa cực kỳ thơm. Dòng này được ví như là quốc sắc thiên hương đấy ạ. Bởi vì hoa một cây của nó thôi, một bông nhỏ thôi là rất thơm ngào ngạt rồi. Đó, hoàng nhạn 4 nò thì vận chuyển từ Thái về mình. Thì nó sẽ mùa hoa sẽ tầm khoảng từ tháng 6 đến tháng 11 mọi người nhé. Hoa không khác gì nhạn tháng 8 thì của mình đâu ạ. Mà giá thành thì cực kỳ là phải chăng và giá cực kỳ là hợp lý luôn. Và sau đây em xin điểm qua báo giá các mã hàng nhạn 4 nò nhé. Mọi người đặt mã nào thì mọi người báo em ạ. Đầu tiên là mã H1 này. Mã H1
Hoa nhạn 4 đo, cây này cực kỳ đẹp, bản lá to, dày, dặn. Cây này là 170.000, xem nào, đang lên dễ tươi nhé. Dòng này mọi người ơi, mọi người về chỉ cần sang chậu to hơn và cho thêm giá thể vào thôi nhé. Chứ còn cây nó cực kỳ đẹp rồi, vận chuyển từ Thái về mình cây này cực kỳ đẹp luôn. Cây bản lá to, xanh mướt, đợt này rất là đẹp. Cây này 1, 2, 3, 4, đang lên cực lá số 5, rất là đẹp như vậy này, 170.000. Hoàng nhạn 4 đỏ. Cây số 2H2 190.000. Cây này thì bản lá xếp to chưa? Bản lá xếp cây rất là, bản lá to luôn nhá. Bản lá to đẹp như vậy, lá xếp V rất là đẹp luôn. Đang lên dễ tươi này, dòng này cực kỳ dễ chăm. Mọi người lưu ý vấn đề là vận chuyển về, ví dụ như là dễ là khô, mọi người cứ cắt tỉa đi không sao đâu. Dòng này thì lên dễ cực kỳ nhanh luôn nhá. H2 190.000 H2. H3 180.000, mã H3. Một cây đã xếp rất là nhiều cặp lá. H4 150.000. Cây này là cây cây đang đẻ nhánh, cây đẻ nhánh, vận chuyển từ đẻ nhánh ngay, bản lá to, cây đẻ nhánh 150.000, mã H4. Mã H5 190.000, cây bản lá xếp to. Đẹp như vậy. H5 190.000. H6 190.000, cũng một cây to. Trời ơi, nhận đợt này về giá cực kỳ là hợp lý mọi người ơi. Cực kỳ là hợp lý luôn. H7 160.000, cây này cây to đẹp, tuy nhiên vận chuyển về lá nó kiểu là nó bị tép một tí lá này, nên mọi người này em báo quá luôn. Tép một tí lá nên em bán giảm giá cây này 160.000, chứ cây này 190.000, cây này rất là to, đang lên dễ tươi, rất là đẹp này. Đó, cây này 160.000, nó bị lỗi một tí. H8 180.000, một cây bản lá xếp rất là nhiều cặp lá, cây to luôn, 180.000. H9 180.000, xếp V. Đó, bản lá dày bóng như vậy này, rất là dày luôn. H9 180.000. H10 190.000, mã H10. Nhiều cặp lá, bản lá to, khá là tròn đẹp này, 190.000. Cây này rất là đẹp luôn. H10 190.000. H11 170.000. H11 170.000. H12 140.000. H12 140.000, bản lá to. H13 160.000. H13 160.000, bản lá xếp cụp rất là đẹp. Bản lá to luôn ấy ạ. H13 160, H14 160.000, cũng bản lá xếp cụp này. Đó, xếp thì có loại xếp xòe và xếp cụp tùy gu thẩm mỹ của mỗi người. H15 120.000, cây này nó vận chuyển về nó bị giờ là bị tách tí lá đây này. Em bán giảm giá 120.000. Mọi người nhìn không rõ gì đâu, chứ còn em nhìn kỹ thì mới rõ thôi, chứ còn cây không ảnh hưởng vấn đề gì đâu nhá. Đó, nó bị lỗi thì em báo luôn. H15 120.000. H16 160.000, xếp bụp đẹp này. H17 140.000, cây này cứ bị lỗi này, vận chuyển về nó bị tép một tí lá. 140.000, cây này bản lá rất là to luôn, hai ngón tay của em chụm lại. H17 lỗi 140.000. H18 cũng 140.000. 140.000, cây này thì nó phải là nhỏ hơn. H19 170.000, H19 170.000. Đây. Nó bị cái này nó bị sứt một tí lá ở đây này. Đấy, 170.000. Sứt một tí thôi. H20 150.000, H20. Đó. H21 140.000, cây to. Thế uốn lượn một xíu, thế uốn hơi uốn cong. H22 180.000, H22 180.000, cây to luôn ấy ạ. H23 200.000, cây này nó cực kỳ đẹp luôn. Bản lá to, dày, lá xếp này, bản lá rất là to luôn nhá. Đây, H23 200.000, cây này cực kỳ đẹp và xứng đáng. Đó. H24 190.000, cây này bản lá xếp to này, xếp V to, tròn. H24 190.000. H25 cũng 190.000, lá xếp cụp, bản lá to. Đó, mấy cái cây cuối rất là đẹp luôn.
H86 cũng 190.000, cây to luôn ạ. Bản lá xếp to này. Đây bản lá hai ngón tay luôn nhá. Hoa dòng nhạn bốn nò thì không khác gì nhạn tháng 8 của mình đâu ạ. H24 190.000. 190.000. Xếp V đều, trời ơi đều tăm tắp và đẹp chưa? Đó. H27 190.000. H28 180.000. Cũng bản lá to, cây xếp đẹp. H28 180.000. H29 170.000, cây đang lên rễ tươi, lá xếp đẹp. 170.000. Và cuối cùng là mã 20, mã 30 H30. 210.000, cây này cực kỳ to luôn. Đây, to hơn rồi. Đây ạ, to nhất luôn đấy ạ. Rất là đẹp, lá xếp. Đó, trên đây là có 30 mã hoàng nhạn 4 nò, bản lá xếp rất là đẹp. Mọi người đặt mã nào mọi người báo em nhé. Một bật hoa em vừa bổ sung thêm đó là dòng Lan Thịnh Vượng Phát Tài. Trời ơi, dòng này lâu lắm rồi cả nhà ơi. Các bác hỏi quá là nhiều rồi mà lô đợt này mới nhập được cái lô đẹp như vậy này. Thịnh Vượng Phát Tài đợt này em nhập cái lô to, đẹp, rất là nhiều giả hành nhé cả nhà. Đấy, dòng này thì hoa của nó thì cực kỳ là sai bông luôn. Hoa màu vàng, cánh sáp rất là đẹp. Lan Thịnh Vượng Phát Tài. Đó, một bụi như vậy. Mỗi hôm em bán là 200.000 đồng một bụi. Thì hôm nay bán giá giao lưu nhất chỉ có số lượng đâu đó tầm nhập 20 chậu thôi, số lượng không có nhiều. Hôm nay em bán là 170.000 đồng một chậu. Dòng này hoa nó cực kỳ sai luôn. Mà các bác biết rồi ấy, hàng này các bác trồng trong cái chậu to ấy thì cây của nó cao hơn cả người rất là bình thường luôn. Đấy, trong miền Nam ấy nhiều bác trồng rất là chăm và khéo luôn, cao hơn cả người. Lan này thì đi cả triển lãm đấy ạ. Bởi vì bụi nó cây nó rất là to. Đấy, củ già hành nó to đẹp như vậy này, 170.000 đồng một chậu. Lan Thịnh Vượng Phát Tài nhá. Mỗi tép, mỗi bộ, mỗi chậu như vậy tầm khoảng 3 tép trở lên. Tầm khoảng 3 tép này. Đấy, tầm 3 tép, rất là đẹp luôn. Ở trước về chỉ có 1-2 tép thôi. Lô đợt này về cây cực kỳ mê luôn này. Đó, Thịnh Vượng Phát Tài 170.000 đồng một chậu thôi ạ. Hôm nay em vừa thêm về thêm một lô là dòng hoàng tử đỏ, hay còn gọi là ren đét cả nhà nhớ. Hoa ren đét hay còn gọi là hoàng tử đỏ. Dòng này thì thuộc dòng hoa phong thủy, hoa cực kỳ dài, đẹp luôn. Đợt này về chậu to đẹp như vậy này. Cây đợt này cây to chưa, càng ngày càng to. Phiên đợt này thực sự là quá là ưng luôn. Về số lượng cũng không có nhiều đâu cả nhà ơi. Chậu thanh đạm hoàng tử đỏ như vậy này. Đây em sẽ đếm cặp lá cho cả nhà xem nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tầm khoảng hơn 10 cặp lá nhé cả nhà nhé. Hơn 10 cặp lá, cây cực kỳ đẹp luôn. Ví dụ các cả nhà, ví dụ một lá gốc tầm khoảng 1-2 lá nó bị xước xát một tí thì mọi người tránh không thông cảm giúp em nhé. Vận chuyển từ Thái về mình mà cây được đẹp như vậy thì quá là không chê điểm gì rồi, cực kỳ đẹp luôn. Về dòng này thì mọi người chỉ cần sang chậu to hơn, sang chậu gỗ thì lại càng đẹp. Mọi người chỉ cần cho thêm giá thể bò thông với cả cho thêm ít phân ở dưới gốc thôi ạ. Cái rễ nào gãy hoặc là rễ nào nó khô rồi thì mọi người có thể cắt bỏ đi, không vấn đề gì. Dòng này thì dòng dễ gió, cực kỳ là dễ chăm luôn. Đấy, hoàng tử đỏ em về số lượng cũng không có nhiều đâu ạ. Em sẽ cho mọi người xem mặt hoa của hoàng tử đỏ như cả nhà nhé. Đây này, hoa của hoàng tử đỏ hay còn gọi là ren đét. Dòng này sẽ nở hoa vào dịp xuân Tết, rất là đẹp và sai hoa như vậy. Đấy, hoa này thì là thuộc dòng hoa phong thủy, cho nên là mang đến sự tài lộc, cho nên là thời điểm Tết mọi người săn đón dòng này rất là nhiều. Đấy, mang đến sự tài lộc thịnh vượng cho gia chủ của mình đấy ạ. Chậu này thanh về số lượng không có nhiều. Hoàng tử đỏ bình thường em bán là 230.000 đồng một chậu. Hôm nay nhá, phiên buổi tối ngày hôm nay em bán là 170.000 đồng một chậu thôi. 170.000 đồng một chậu mà cây to như vậy này. Hôm nay về chậu to luôn nha. Rất là đẹp và số lượng không có nhiều. Mọi người nhanh tay đặt hàng nhé cả nhà nhé. Đây, hoàng tử đỏ cây rất là to đẹp, hay còn gọi là ren đét, 170.000 đồng một chậu. Các bác đặt hàng thì đặt số lượng bao nhiêu thì ước báo em nhé. Đây, cây đẹp lắm. Toàn lá xếp, lá to đẹp như vậy này cả nhà. Thân của nó lá xếp đều, rất là thích mắt luôn. 170.000 đồng một chậu ạ. Một mặt hàng tiếp theo em muốn giới thiệu cho cả nhà mình đó là lan trầm rồng đỏ như cả nhà nhé. Đợt này nhà em về trầm rồng đỏ cực kỳ đẹp luôn. Hàng một chậu siêu nhiều thân mà hàng rất là đẹp như vậy này. Giá cực kỳ là yêu thương nhé. Hôm trước lên 15 mã được các bác săn đón rất là nhiều. Hoa trầm rồng đỏ thì các bác biết rồi đấy, hoa cực kỳ thơm và bè hoa nở hoa vào dịp hoa xuân Tết cả nhà nhé. Đây, cho cả nhà xem mặt hoa của trầm rồng đỏ này, hoa tím đậm cực kỳ là siêng bông luôn. Đây, mặt hoa của trầm rồng đỏ hoa tím đậm như vậy này. Mà dòng trầm thì các bác biết rồi, không bao giờ lỗi mốt. Thứ nhất, thứ hai là dòng này cực kỳ là bền hoa luôn. Bền hoa hơn tháng là chuyện rất là bình thường nhé. Đấy, lan trầm rồng đỏ hoa cực kỳ đẹp và hoa thơm.
Hôm nay em lên tiếp cho cả nhà thêm tầm khoảng 20 mã nhé. Hôm trước thì các bác hỏi, các bác đến nhà mua nhìn, mua chậu to rất là nhiều này. Đợt này em về lô giá rất là yêu thương mọi người. Đặt mã nào thì mọi người báo em nhé. Mã trầm rồng đỏ em ký hiệu là mã R. Đây ạ, mã đầu tiên. Mã đầu tiên chậu này là chậu R4, 5 thân 280.000. Đây này, hiện tượng này là hiện tượng vàng lá và đang xuống lá thì bị ra hoa cả nhà nhé. Cây dòng này đã thắt ngọn và đang xuống lá, thì mẹ xuống lá ra hoa. Cái này trước khi gửi đi em sẽ ngắt cho mọi người đi. Còn em phải báo qua bởi vì nhiều bác họ mới chơi hoặc là các bác chưa biết đến dòng này ấy, thì nhận hàng về các bác lại nghĩ vàng lá bị cây nó hỏng. Bởi vì sao ạ, nhiều ngày xưa em chưa biết gì về lan thì em cũng nghĩ như vậy á. Nhưng mà dòng này sẽ xuống hết lá ra hoa, cho nên là hiện tượng này hiện tượng xuống lá này ra hoa nhé, không ảnh hưởng vấn đề gì. Hoa là dịp Tết cho nên là cái cây bây giờ là cây đã thắt ngọn và chuẩn bị xuống lá gốc rồi đó. Chậu R4 5 thân 280.000, R4 5 thân 280.000. Đây cho cả nhà xem chậu, hàng đứng ngọn rất là đẹp, hàng đến chạm gần móc rồi này cả nhà ơi. Đấy một chậu này. Tính ra trầm rồng đỏ thực sự cái năm đầu tiên em bán trầm rồng đỏ ấy, một thân của nó, một chậu ba thân là 900.000. Đấy, bây giờ thì giá thành nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều bởi vì nhà vườn và mọi người đã nhân giống được nhiều hơn. Đó, 280.000 các bác được cái sở hữu một giò trầm như vậy. Mà Tết thực sự là chỉ bằng cái giá tiền lan tươi, hoa tươi của mình Tết thôi. Mà hoa tươi của mình ấy thì một tuần mình chỉ chơi được một tuần thôi đúng không ạ? Đấy, riêng hoa trầm thì các bác chơi được mãi mãi, thứ nhất, thứ hai là chơi bền hoa tầm 1 tháng lận. Đây là mã R5, 6 thân 290.000, 6 thân 290.000. Đó, tính ra đâu đó tầm khoảng gần 50.000 đồng một thân thôi, giá cực kỳ rẻ luôn. Rất là siêu rẻ này. Mã R8, 4 thân 230.000, 4 thân 230.000. Thân cao nhất là vượt đến bằng ngọn rồi này. Đây, 4 thân đều nhau đang đây. Thân của nó mập to như vậy này cả nhà ơi. Đấy, lô trầm đồng đỏ lần này các bác, thực sự các bác nhiều khách nhận hàng họ cũng nhìn thích cơ. Em nhìn em còn mê. R9 5 thân 5 thân hay 6 thân đây? 5 thân ạ. R9 5 thân 270.000. R9 5 thân 270.000. Đợt này cây trưởng thành, cây cao to. R11 4 thân 220.000. R11 4 thân 220.000. R12 6 thân 270.000. Đợt này cây xanh, lá dày dặn mà thân nó rất là mập như cả nhà nhá. Hàng em kia chuẩn giống như cả nhà. Đấy, không các bác không cần phải suy nghĩ gì, một giò trầm như vậy chỉ bằng cái giò hoa tươi của mình thời điểm Tết thôi. R12 6 thân 270. R13 5 thân 290.000. Và hoa dòng này cực kỳ thơm và bền hoa luôn. Dòng trầm thì cực kỳ sang rồi. Giờ R13 290.000 5 thân. R14 6 thân 240.000. Và rất nhiều kỳ ở dưới này. Rất nhiều kỳ luôn. Thân nó mập như vậy này cả nhà. Đây lô đợt này về thân mập đẹp. R14 240.000. R15 4 thân 220.000. Và chậu vừa tiền hơn. R16 4 thân 250.000. Thân này ui dồi ôi, mập hơn một ngón tay cái của em cả nhà. Mập hơn một ngón tay cái này. Đó, lô quá là mê ưng luôn. 4 thân 250.000. R16 R17 5 thân 230.000. 5 thân 230.000. Đây, xuống là hiện tượng xuống lá ra hoa rồi. Đấy, cây này thân này thắt ngọn rồi này. Vàng lá xuống lá ra hoa. Đó, cho nên ví dụ hàng đến nơi một hai lá ví dụ nó bị gập ấy, thì ví dụ này vận chuyển về nó bị gập như này thì mọi người thông cảm nhé, bởi vì sắp tới nó cũng xuống hết lá này ra hoa ấy. Đấy, nhiều bác họ không biết, họ lại căn kẽ từng tí một thì chết dở em. Vận chuyển cái này thì về sau nó cũng sẽ xuống lá, thì ví dụ một hai cái lá gãy này mọi người cũng không cảm, không vấn đề gì đâu, bởi vì cây thì nhiều cây thắt ngọn rồi mà. R18 4 thân 230.000. R18 4 thân 230.000. Thân cao cả móc rồi này cả nhà này, thân cao cả móc luôn. R19 5 thân 250.000. R19 5 thân 250.000. Thân mập ú nụ luôn. Đó, đợt này trầm rồng đỏ về siêu mê. R20 3 thân 230.000. 3 thân này phải nói là giò này là quá là đẹp luôn. 3 thân đều mập ú ụ này. Mà giò 3 thân đẹp chưa, to hơn của ngón tay cái 3 thân này. R20 3 thân 230.000. Quá là đẹp.
R21 bốn thân 250.000, R21 bốn thân 250.000. Hai thân cao hơn cả móc này. R22 năm thân 290.000. 5 thân 290.000. Riêng dòng này thực sự mọi người nó xuống hết lá mà ra hoa toàn thân thì cực kỳ là mê. Hoa nó siêu thơm và bền hoa. R23 năm thân 220.000, 5 thân. Thân cao nhất là vượt đến móc rồi này. R24 năm thân. 5 thân này, 5 thân to, chậu này to này, 320.000. Có mấy chậu to khách qua nhà họ nhìn phát mê luôn. 24 320.000 năm thân, cao to. Thân cao hơn cả móc này, có thân này thì nó ngắn hơn móc luôn. Còn đâu là cao to. Đây thân này cũng ngắn này. Này cũng ngắn. Ba thân cao to vượt móc này. R25 6 thân 230.000, R25 6 thân 200. 6 thân là 250.000 nhá. Chỗ này 250.000. À 230 đây. Rồi này em bán 230 đây. 6 thân này. 6 thân 230 đây ạ. Đấy. Giò vừa tiền, rất là đẹp luôn. Trầm rồng đỏ cả nhà nhé. Các bác đặt mã nào thì các bác báo em ạ. Lấy hoa siêu trầm siêu thơm luôn. Hôm nay em lên tiếp cho cả nhà thêm một lô kiều vương Lộc Bắc hàng Lâm Đồng cả nhà nhé. Dòng kiều vương thì các bác được hỏi đến ở Lộc Bắc Lâm Đồng rất là nhiều luôn ạ. Bởi vì dòng này ấy, trong tất cả dòng kiều thì dòng này có thể nở hoa vào dịp gần Tết nhất. Và nhiều bác có thể kích hoa vào dịp Tết ạ. Và hoa của dòng này thì cực kỳ là siêng bông và dài hoa. Đấy, riêng dòng kiều Lộc Bắc thì các bác được hỏi đến rất là nhiều. Đấy ạ, cho cả nhà xem mặt hoa của kiều Lộc Bắc nhé. Hôm trước về một lô 15 cây để các bác săn đón rất là nhiều này, cho cả nhà xem mặt hoa của dòng kiều Lộc Bắc này, cực kỳ là siêng bông luôn. Đấy, hoa của nó chùm dài như cái đèn lồng luôn ạ. Một đây các bác nhìn này, không thấy thân đâu mà toàn thấy hoa không. Đấy, dòng này cực kỳ là siêng bông luôn nhé, dòng kiều vương Lộc Bắc hàng Lâm Đồng. Đấy, dòng kiều vương Lộc Bắc thì em sẽ ký hiệu là mã K. Các bác đặt mã nào thì các bác báo em nhé. Đợt này em về cơ chậu trưởng thành cây rất là đẹp luôn, có cả chậu cốc giống. Thì cho các bác là muốn sưu tầm, nhưng mà nếu các bác muốn nở hoa vào dịp Tết ấy, thì mọi người có thể là tham khảo dòng trưởng thành cây này ạ. Em ký hiệu là mã này mã K15 nhé. Mã K15 một giò kiều cực kỳ là nhiều thân. Thân kiều Lộc Bắc này mọi người này, nhìn thân của nó nhìn rất là đẹp và dày. Rất là đẹp và mập như cả nhà nhé. Đấy, riêng dòng kiều ấy thì có một đặc điểm này, tất cả các thân già mà chưa ra hoa thì nó vẫn ra hoa bình thường nhé. Đấy, cho nên là mọi người, dòng kiều cực kỳ là siêng bông luôn đấy ạ. Đây cho cả nhà, em ký hiệu đây mã K15 này, K15 một giò 300.000. Rất là nhiều thân luôn. K16 280.000 một giò cao to này. Đấy, thân thì các bác nhìn này, thân cao to với hoa cực kỳ dài luôn nhá. Dòng này phải vào hoa cực kỳ dài. Thân cao to khỏe mạnh như vậy đẻ con ra nhìn mầm rất là khỏe. K16 280.000, K16. K17 270.000, K17 270.000. Một giò kiều Lộc Bắc này. Rất là nhiều thân luôn. K18 280.000. Sum xuê. Thân kiều Lộc Bắc thì đợt này lô quá là chuẩn luôn, bởi vì thân nó mập như vậy này. K19 290.000. Một giò kiều thân mập. K20 290.000. Sum xuê thân hơn, nhưng mà thân nó sẽ nhỏ hơn so với chậu kia một xíu nhá. Thân nhỏ hơn một xíu nhưng mà rất là nhiều thân luôn. Giò này cực kỳ nhiều thân này. Hạ K20 290.000, K21 290.000. Đấy, thân của nó nhìn, các bác nhìn mê chưa? Các bác vào thời điểm Tết các bác cho xin feedback vào dòng kiều nhá. Thực sự là nhà em ấy, em ở ngoài mặt đường ấy, nhà để có một giò kiều. Mà đấy là cái kiều dòng kiều thanh lý ấy. Em bán hết cho mọi người cái hàng chậu đẹp rồi, hàng kiều thanh lý mà còn cái nở hoa thôi, em nhìn cũng thấy mê. Khách đi đường họ nhìn vào họ cũng thích luôn đấy ạ. Đó, bởi vì dòng này hoa rất là độc lạ, nhìn hoa như cái chùm đèn lồng đấy. K22 290.000, K22 290.000. Giò này cao to này. Đó, cao to, đẹp. Giò K22. K23 300.000, cực kỳ là nhiều thân. Nhiều thân chưa ạ? Đó, dòng kiều cực kỳ là siêng bông luôn. K23. K24 320.000. Giò này đắc mập cao dài còn đẹp nhiều thân nữa này. Đấy. 320.000 K24.
K25 290.000. 290.000 đỏ kiểu Lộc Bắc K24. À K25. Và K26 260.000. Đỏ kiểu nó vừa hơn hơn. Vừa hơn hơn. Và rất là nhiều thân. Đấy. K26. Tiếp theo là các kỳ 5 cánh trắng Phú Thọ cả nhà nhá. Hôm nay lại ra vườn lấy thêm cho cả nhà 5 cánh trắng Phú Thọ này cả nhà ơi. Đây, một chậu như vậy là một chậu 2 kỳ. Một em bán là 50.000 đồng một kỳ. Bác là lấy chậu 2 kỳ, như chậu này cũng 2 kỳ này, 50.000 đồng một kỳ. Như chậu này 100.000, 5 cánh trắng Phú Thọ hàng ươm kỳ bảo hành mặt hoa cho cả nhà nhá. Đấy, năm nay thì lan va nó xuống giá hơn rất là nhiều. Đầu năm ấy thực sự với cả nhà, đầu năm bán 5 cánh trắng Phú Thọ vẫn bán với giá là gần 1 triệu, với hơn 1 triệu là giá thành nó đã xuống lắm rồi ấy. Mà đợt này đó, đợt này hàng chuẩn giống hàng chuẩn giống ươm kỳ luôn, 50.000 đồng một kỳ. 50.000 đồng một kỳ thôi ạ. Bảo hành mặt hoa luôn nhé cả nhà nhé. Đợt này nhấy, đợt này em lấy hộ khách cho nên là tiện công lấy luôn, chứ còn hàng 50.000 các bác tính ra tiền băng dính, tiền nhân viên, rồi thùng thùng cát tông, rồi phân bón này thực sự là không đủ lãi luôn đấy ạ. Bán thì bán giao lưu với cả nhà 50.000 đồng một kỳ. Đây là 5 cánh trắng Phú Thọ, còn đây là 5 cánh trắng HO, 5 cánh trắng Hiển Anh, 5 cánh trắng HO 70.000 đồng một kỳ nhé cả nhà nhé. Hiển Anh HO 70.000 đồng một kỳ. Có vài, còn vài chậu hàng chuẩn giống và hàng em bảo hành mặt hoa luôn nhá. Có 50.000, 70.000 thôi các bác ơi. Thực sự là so với năm ngoái 50.000, 70.000 các bác mua được cái giá được cái hàng gieo hạt, cái cốc gieo hạt thôi ạ. Còn đây là hàng chuẩn giống luôn nhá. 50.000, 70.000. 5 cánh trắng Phú Thọ. Phú Thọ là 50, còn HO là 70. Còn đây là 5 cánh trắng Phú Thọ hàng thân dài này. Hàng thân dài thì sẽ là 180.000 đồng một kg. Hàng này là 5 cánh trắng Phú Thọ, hàng thân dài 180.000 đồng một kg. Còn số lượng cũng không có nhiều. Đó. Bảo hành mặt hoa cả nhà nhé. Hàng này là kg 52 rồi, kg 52. Bảo hành mặt hoa cho cả nhà. Một mặt hàng vừa bổ sung thêm đó là dòng kiếm đỏ của Thái mọi người ơi. Đợt này nhà em về cái bụi kiếm đỏ cực kỳ to luôn đấy ạ. Đây. Hàng một bụi rất là nhiều tép nhé. Hàng kiếm đỏ Thái đang lên mầm rất là đẹp này. Đó, mặt hoa em sẽ gắn trên màn hình cho mọi người xem. Mặt hoa vòi hoa cực kỳ dài, màu hoa đỏ. Lá kiếm. Tầm này dòng kiếm đỏ của Thái cực kỳ là sai hoa luôn nha. Đây, kiếm đỏ Thái một bụi như vậy em bán là 130.000. Về đâu đó tầm khoảng 20 bụi thôi. 130.000 bụi kiếm đỏ của Thái, cực kỳ to luôn ạ. Hoa cực kỳ sai nhá. Tầm này thì cũng có hương thơm đấy ạ. 130.000. Cập bến thêm cho cả nhà là các chậu Dendro mắt đen nhé. Dòng này được mọi người được biết đến là dòng này cực kỳ là sai hoa, với cả là bông nó to đấy ạ. Đó, dòng này được các bác hay gọi vui với nhau đó là đùi gà Úc, bởi vì bông nó cực kỳ to, hoa tím, trắng tím rất là đẹp luôn ạ. Dòng này cực kỳ là siêng bông với cả là dễ chăm nhé. Đây em lên tiếp cho mọi người là ký hiệu là mã U. Tiếp theo là mã U10 này. U10 một chậu cực kỳ là sum xuê, hàng mầm ở dưới này. Đấy, mầm đang lên rất là nhiều ở dưới này. Dòng này cực kỳ dễ chăm luôn. Đó. U10 160.000, một chậu đen rô mắt đen. Cực kỳ đẹp luôn ạ. Đó. U11 170.000, một chậu đen rô mắt đen. Đấy, dòng này thực sự mọi người là dòng này ấy, năm nay mình trồng một giò này thôi, nhưng mà sang năm nó có thể là gấp đôi chậu, là chuyện là rất bình thường ấy, bởi vì dòng này cực kỳ là đẻ khỏe nhé cả mọi người nhé. Đó, một lưu ý nữa là đến mùa, đến thời điểm mấy tháng nữa, mọi người lưu ý là tránh cái việc tưới nước lên thân, chỉ có tưới nước ở dưới gốc thôi và hạn chế việc tưới nước lên thân nhé. Bởi vì dòng này nó đẻ khỏe, mình tưới nước lên thân nó có thể là mọc kỳ, mình lại mất một mùa hoa đấy ạ. Đó, như cái chậu thân vừa rồi này. Đó. U11 170.000, U11 một giò đen rút mắt đen cực kỳ là to luôn. U12 một chậu đen rút mắt đen 160.000 U12. Em quay qua cho mọi người xem nhé, nói chung là cũng tương đương nhau ấy ạ. U14 một chậu đen rút mắt đen cực kỳ to và nhiều thân luôn này. Đấy, phải bó vào cho cây nó không bị ngã ngớn. Đó, dòng này sẽ xuống hết lá và ra hoa nhé mọi người nhé. Đây, mầm của nó đang đẻ rất là khỏe này. U14 200.000 đen rút mắt đen. U15 một chậu đen rút mắt đen cho bác là giống là 130.000, nhưng mà cực kỳ là nhiều thân luôn. 130.000 đen rút mắt đen. U16 200.000 một chậu đen rút mắt đen cực kỳ là sum xuê luôn ạ. Đó, mầm dưới gốc là mọi người nhìn này, mầm cực kỳ là nhiều luôn. U16 200.000,
U17 170.000, U17 170.000. Hàng cực kỳ này nhiều mầm. U18 180.000, U18. Đó, nó rất là xum xuê luôn nhé mọi người nhé. Đợt này nên rút vết đen về cực kỳ nhiều và đẹp đây. Lên tiếp cho mọi người. U19 170.000, U19 170.000. Đợt này cực kỳ là nhiều và đẹp luôn. U20 150.000 đây. Lưu ý đây em hỏi mọi người lưu ý việc là tưới nước lên thân. Cây nó cực kỳ khỏe luôn, đẻ kỳ trên thân này, mầm lên này, chi chít luôn. U20 150.000. U21 170.000, U21. U22. Một chậu đến bên cực kỳ là sum xuê luôn, chậu to luôn này. Chậu to sum xuê 250.000. Sum xuê luôn. Nó to đấy em. Và U23 cũng một chậu 250.000, có hai chậu to cho bác là nhanh tay đặt hàng này. Sum xuê cực kỳ đẹp luôn này. Đó, đó là các chậu đen luôn bắt đen ạ. Dòng cát mới em vừa cập bến đó là dòng cát đỏ nhung. Nói mới thì cũng không phải mới bởi vì đợt trước thì em về cái chậu nhỏ rồi. Tuy nhiên đợt này em nhập được cái lô hàng chậu to cực kỳ đẹp luôn. Bụi nó to lắm cả nhà. Đấy, hồi trước em về cái chậu cốc giống là cái cốc này này. Đấy, cốc đấy là bán 130.000 mà em đảm bảo mọi người là giá hành của nó ấy, không bằng một nửa của chậu này luôn. Đợt này về chậu to đẹp khỏe như vậy này. Đấy, hàng cát cực kỳ là dễ chăm và dễ đẻ con luôn. Đấy nhá. Đợt này em về bụi to như vậy. Toàn chậu to thôi, số lượng không có nhiều. Tầm khoảng 20 chậu thôi ạ, 20 chậu. Đợt này cát cười về cực kỳ đẹp luôn, bụi nó to như vậy. Dòng cát đỏ nhung thì hoa của nó là hoa đỏ rực rỡ, mà cánh của nó là cánh rất là dày như cả nhà nhé. Em sẽ gắn mặt hoa cho cả nhà xem ở ngay màn hình. Đấy, dòng cát đỏ nhung, bụi to như vậy em bán, hôm nay em bán là 200.000 đồng một bụi nhé, 200.000 đồng một bụi mà hôm trước các bác mua là 130.000 đồng một bụi nhỏ rồi. Đấy, đợt này có những cái đợt em nhập được cái lô dòng cát bụi to ấy, mà chậu to đẹp thì giá ưu đãi, em sẽ bán cái giá rất là phải chăng cho cả nhà. Đó, 200.000 đồng một chậu dòng cát đỏ nhung rất là đẹp như vậy này. Bác nào mua 3 chậu sẽ được bao phí ship nhé. Bác nào mua 3 chậu cát sẽ được bao phí ship. Cứ 3 chậu cát bất kỳ thì bên em có chương trình là bao phí ship ạ. Đó, một bụi to như vậy. Đó, các bác nhìn mê ly chưa? Riêng dòng cát thì các bác ơi, dòng này cực kỳ là sai hoa luôn. Đấy, một năm nó ra, nói chung là nó không phụ thuộc vào mùa hoa nào như hàng rừng. Còn cái hàng cát thì một năm ra 2-3 mùa hoa là chuyện rất là bình thường luôn. Mà bông của nó là bông đại, bông to đẹp nhá. Và nay về thêm 3 chậu của dòng cát vàng lưỡi đỏ. Về có 3 chậu thôi thì em sẽ quay mã từng hình luôn cho mọi người xem nhá. Đây, chậu là chậu số 1. Bụi nó to, to nhiều giả hành lắm cả nhà. Đây, thân này thân tơ đang lên này. Đấy, riêng dòng cát thì cực kỳ là sai hoa luôn. Mà rất là đẻ, rất là khỏe nữa. Đấy, cát. Bụi bụi này là cát vàng lưỡi đỏ nhá. Em sẽ quay cho mọi người từng mã. Cát vã V1 này, vàng lưỡi đỏ 220.000. Bụi nó to khủng như vậy này. Bụi nó to lắm. Đấy. Bụi V2 190.000. 190.000 V2. Đây, mầm nó gấp đang lên này. Đấy, mầm đang lên. Đấy, riêng dòng cát mọi người phải sang chậu rồi. Riêng dòng cát nhà em về sang chậu bởi vì nó đẻ nó rất là khỏe luôn. Đẹp như vậy này. 190.000 đồng một bụi V2. V3 vàng lưỡi đỏ 180.000, 180.000, bụi nó nhỏ hơn. Về có 3 chậu dòng vàng lưỡi đỏ thôi. Số lượng không có nhiều, có 3 mã. 3 mã cát vàng lưỡi đỏ nhé. Các bác lấy mã nào thì các bác báo em ạ. Hôm nay em bổ sung thêm một dòng cát mới, đó là dòng cát trắng lưỡi tím. Dòng này thì nó khác với cát dòng trắng lưỡi tím mọi phiên em về nhé. Dòng này là hoa nó thơm mọi người ạ. Cây nó thơm, hoa rất là thơm luôn. Đó. Bán nói chung là trước em cũng bán một dòng cát trắng lưỡi tím thơm rồi. Tuy nhiên thì nó là bụi to, giá thành nó sẽ cao hơn nhiều. Đây, bụi đấy đợt này về bụi nó cốc của nó tràn viền này, sai cực kỳ luôn cả nhà ơi. Trời ơi. Phải nói là dòng này mọi người về sang chậu đang lên mầm rất là khỏe này. Đấy. Cây bụi nó đẹp như vậy, nhiều hành, nhiều giá hành như vậy. Em bán là 150.000 đồng một bụi nhá, 150.000 đồng một bụi cát trắng lưỡi tím hoa thơm. Em gọi là các bác đặt hàng cứ gọi là cát. Đây, hoa của nó có những cây nó nhỏ nhưng mà đã ra mèo nụ. Chỉ có một cây này em bốc được thôi nhá, chứ còn dòng này thì chưa có mèo nụ đâu ạ. Em báo luôn là dòng này em không nhặt có mèo nụ nhá. Em cứ lựa cho mọi người là cái gốc bụi đẹp to như vậy. Rất là đẹp như vậy này, 150.000 hoa em gắn trên màn hình cho mọi người. Hoa cực kỳ thơm luôn.
Riêng dòng cát thì nhà em là mua 3 chậu sẽ bao phí ship nhé, cho nên mọi người cứ ghép 3 chậu bất kỳ dòng cát là được, hoặc là các bác mua 3 chậu cát trắng lưỡi tím này sẽ được bao phí ship ạ. Đó, 150.000 bụi to như vậy, vẻ tách được hai luôn. Bác nào khéo tách được hai rất là nhiều. Đó. Một dòng lăn cát vừa cập bến sau bao nhiêu ngày được các bác trông mong đây mọi người ơi. Dòng này là dòng cát hồng cánh sen nhé, hoa cực kỳ đẹp luôn. Sai hoa cực kỳ luôn ấy ạ. Dòng này cát một lá hàng cắt đại, bông của nó rất là to luôn. Đây cây của nó, nhìn các bác nhìn lá thôi, nhìn bản lá thôi đã rất là đẹp rồi, bản lá cứng cát. Đó, vận chuyển về thì em cũng báo qua luôn, vận chuyển từ Thái về ví dụ là một hai cây, nói chung là lá dòng cát nó rất là giòn ấy, vận chuyển về nó bị xứt một tí lá hoặc là tách một tí lá này thì mọi người thông cảm nhé. Cái dòng cát này thì nó khó tránh khỏi lắm, bởi vì lá của nó rất là giòn. Vận chuyển từ Thái về mình được cây nó đẹp như vậy thì rất là ok rồi. Cát hồng cánh sen hôm nay về bến số lượng không có nhiều, 150.000 đồng một cây. Riêng dòng cát thì em này sẽ có chương trình là mua 3 cây sẽ được bao phí ship ạ. Cứ mua 3 cây cát bất kỳ hoặc là mua 3 cây cát một loại sẽ được bao phí ship nhé. Đó, 150.000 đồng một cây cát hồng cánh sen ạ. Dòng cát tiếp theo muốn giới thiệu mọi người đó là dòng cát kim cương xanh. Dòng này thì hoa xanh cốm cực kỳ đẹp luôn. Đó, một loài hoa rất là ít, dòng hoa lan có. Đây là một bụi của cát kim cương xanh đi. Dòng cát một lá, thân của nó sẽ là dài hơn nhé mọi người nhé. Dài hơn so với cát hồng cánh sen. Đây mầm đang lên rất là nhiều. Dòng cát kim cương xanh 130.000 đồng một bụi cát kim cương xanh. Đấy, mua 3 bụi sẽ được bao phí ship. Cát kim xanh về rất là đẹp luôn. Rồi vừa rồi cháy hàng cát kim cương xanh với cả là cát hồng cánh sen. 130.000 đồng một bụi cát kim cương xanh thì mua 3 bụi sẽ được bao phí ship nhé. Tiếp theo đó là dòng cát vàng tươi. Hàng em sẽ gắn mật hoa bên cạnh cho mọi người xem này. Hồng này thì bụi của nó cực kỳ to là đẹp luôn. Đó, rất là nhiều tở hành nhé mọi người nhé. 130.000 đồng một bụi cát vàng tươi. Hoa này là hàng bốc bông đại, hoa cực kỳ đẹp. Đấy, mặt hoa trên màn hình cho mọi người xem ngắm. Riêng dòng cát thì em thì cát sẽ có phân màu, phân loại, cho nên là mọi người yên tâm và yên trí nhé. Dòng cát này cực kỳ sai bông luôn rồi. Một năm nếu mà mình chăm tốt thì một năm ra 2-3 mùa hoa rất là đẹp luôn ạ. Đấy, giá cát ra quanh năm nhé. 130.000 đồng một bụi cát vàng này. Cát kim cương xanh là 130.000. Cát hồng cánh sen là 150.000. Đây là dòng cát đỏ chùm cả nhà nhé. Dòng cát đỏ chùm sẽ là dòng cát hai lá. Riêng dòng chùm thì sẽ là dòng cát hai lá. Nhưng dòng này hoa cực kỳ đẹp. Để mà nói bông to đại thì không phải, nhưng mà dòng này ấy, dòng chùm hoa rất là đẹp luôn. Hoa chùm như cả nhà nhé, màu đỏ rực rỡ. Em sẽ gắn mặt hoa trên màn hình cho cả nhà xem. Một bụi dòng cát đỏ chùm này em bán là 130.000 đồng một bụi này. Đấy, củ giả hành của nó rất là tròn trịa. Đang lên rất là nhiều mầm này. 130.000 đồng một bụi, mua 3 bụi sẽ được bao phí ship. Cát đỏ chùm ạ. Đây là cát cam chùm nhá. Cát cam chùm cả nhà ơi. Cát cam chùm cũng là dòng cát hai lá. Đây, bụi của nó nhiều giả hành như vậy này. Số lượng vẫn còn nhiều bên vườn. Em treo ở cửa hàng, treo tựa mẫu thôi. Đây, cát cam chùm. Nói chung mà tùy dòng cát thì cái giả hành với cả lá nó khác nhau cả nhà nhớ. Giá thành nó cũng sẽ khác nhau, nó khác nhau ở cái mặt hoa nữa, cho nên mọi người đừng nhận hàng mọi người so sánh là hai cây này cây to cây nhỏ, bởi vì nó tùy dòng cả nhà. Riêng dòng cát thì có rất là nhiều màu và nhiều mã. Cát cam chùm là 130.000 đồng một chậu, mua 3 chậu sẽ bao phí ship cát cam chùm nhé.